Tôi về cái AdSense số tự động anh chị, AdSense số tự động bản đủ thôi chứ không phải bản cao cấp nha. AdSense số tự động có hai bản, một bản đủ và bản đặc biệt. Cái này người ta còn gọi là bản tiêu chuẩn anh chị, gọi sao cũng được, miễn sao là bản này không phải là cái bản cao nhất là được rồi. Bản này là bản vừa. Tâm bán cho anh chị là 405, nhưng mà hôm nay Tâm để cho anh chị 400. Rồi sáng giờ bán hơi chậm anh chị, sáng giờ bán hơi chậm, bán được có 1 chiếc à. Nên hôm nay Tâm quyết định là bán 1-2 xe giá lời thật ít để cho anh chị mình dễ tiếp cận nha. Xe này màu vàng cát, đời 2019, một chủ mua mới. Số quản lý là 61, có nghĩa là cái thời điểm đó là có hộ khẩu ở đâu là đăng ký ở đó. Xe này người ta sinh sống và làm việc tại Bình Dương, nhưng mà có hộ khẩu ở Sóc Trăng nên bắt buộc phải ra biển số Sóc Trăng. Thì nếu như anh chị sang tên về sau này là số quản lý là 61, mình có muốn mua bán giao dịch thì nó rất là dễ nha. Biển số 83, gốc Bình Dương, mua xe và lăn bánh tại Bình Dương. Chạy được 10.000, hơn 10.000 một chút. Bảo dưỡng hãng đều, xe rin 100%, kể cả nước sơn, đồng, bọng, gầm, bệ, máy móc, rin hết. Keo chỉ nước sơn, là nước sơn xe này rin là trên 90% nha, không một lỗi nhỏ và rất là mới nha anh chị. Rất là mới, 2019, số tự động, 16.000 cây, full lịch sử bảo dưỡng. Xe rất là mới, bao mới luôn anh chị. Nội thất thì là ghế nhung nỉ, màn hình cam de đầy đủ, trần nỉ nguyên rin. Thật ra trần nỉ nguyên rin nó dơ chứ anh chị, với lại nó đâu có, không nói nhiều, nhiều khi bà con vô bình luận mất công mít lòng. Tôi thấy trần 5D bây giờ nó sang, nó sạch, nó êm, nhưng mà cứ mua trần 5D lên là anh chị em bà con là bình luận là trần 5D mắc rin gì tùm lum hết. 5D nó cao, nó thoáng, nó mát, mưa không ồn, nắng không nóng. Còn trần rin thì phải bọc lại ni lông, mà bọc ni lông nó sát với cái đầu, nó thấp cái xe lắm. Mỗi người mỗi sở thích ha, thích đầu rin thì cứ giữ rin anh chị. Đây là cái xe còn rin hết nè, kể cả trần cũng còn rin luôn, keo chỉ là rin hết. Rất là mới, đẹp, màu vàng cát nha anh chị. 4 tháng đĩa ABS, vỏ lốp còn theo xe và rất là dày nha. 16.000 cây thì anh chị cũng biết rồi ha. 2019, 16.000 cây, mâm là chưa có vết trầy anh chị. 2019 nha anh chị. Đây, vỏ lốp còn dày cui và đát lốp nè. Đó anh chị thấy không? Rin hết anh chị, heo đĩa nè, còn trắng tinh nè. Đẹp lắm, xe này đúng cây số nha. Anh chị khỏi lo về cây số ha. Bởi vì một trong những cái xe lướt này thì bên Tâm mua coi rất là kỹ và chét rồi hết rồi. Anh chị mua về có thể là đem ra hãng chét thoải mái nha. Nên Tâm rất là yên tâm những cái chất lượng của những sản phẩm cỡ này trở lên ha. Mười mấy ngàn cây mà anh chị biết không? Nó mới tinh nè, như là vừa mới hết ru đai vậy đó. Vô lăng cần số nè, mới ken luôn chị. 16.000 cây bao cho anh chị là full lịch sử và chết hãng nha. Khỏi lo về mặt cây số nha anh chị. Chìa khóa thông minh này còn đủ hai chìa, màn hình cam de thì đầy đủ, mấy cái ni lông này còn chưa bóc hết siêu nữa mà, mấy bịch ni lông này còn chưa bóc hết nữa mà anh chị. Xe này mới lắm, bao mới. Nói về xe mày mới và đẹp thì không có điểm chơi được anh chị, mới đẹp như ý. 2019 lăn bánh được 16.000. Hyundai Accent số tự động màu vàng cát. Để cho anh chị hôm nay để 400 bao rút hồ sơ nha anh chị. Góc số Bình Dương. Xe khỏi nói, miễn bàn anh chị ơi. Vỏ lốp còn thơm phức luôn, xe còn mới anh chị. Còn mới mà còn thơm phức luôn anh chị ơi. Cái thùng này rất rất là mới nha. Keo chỉ nè. Khá là ưng ý anh chị. Đèn full led anh chị, đèn full led, đèn led hết nè, thấy nó đẹp ha, nó sang xịn mịn anh chị, sang xịn mịn, rất là ok nha anh chị. Nhìn nè, hình ảnh của chiếc xe nè, đó nó mộng mẹo, nó đẹp, nó đều hết luôn ha, không thể chơi luôn á. Rồi chị coi vỏ lốp nè, gầm nè, xe tuyệt mới nha, rất là ưng ý anh chị. Nó đều xe từ đầu tới đuôi, vỏ lốp còn theo xe hết và rất là dày, vỏ còn dày cui anh chị. Đó anh chị thấy không, vỏ lốp còn rất là dày, mâm heo nè, heo đĩa nè,
con heo mà còn mới tinh nè anh chị thấy không, vỏ theo xe hết nha anh chị nha, chất xe đẹp lắm, ưng ý. Xe này thì đâu có lỗi làm gì đâu và còn khá là mới, còn khoảng 9 điểm trở lên. Mình thùng nước sơn thì miễn bàn anh chị, 29 chạy 16.000, 400 triệu anh chị. Tâm thích mua những cái xe ít cây số vậy, cái chất lượng xe nó còn tốt anh chị, đi nhiều quá rồi nó nhão xe rồi. Xe này chạy mới có 16.000 cây thôi, mới ken luôn, 2019 nha, sản xuất năm 2019 nha anh chị. 400. Anh chị mua xe này thì gọi ngay vào số hotline 0917 215 512. Xem xe ở địa chỉ là gần ủy ban xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Anh chị đi bằng Google là đại lý ô tô Duy Tâm nha. À, đăng kiểm còn tới tháng 5 2025. Vỏ lốp theo xe còn rất là dày. Đèn pha, đèn gầm, mọi thứ, mặt ca lăng, ca liếc đồ, nói chung là xe quá đẹp anh chị. Nhìn nó cái cảm giác cái xe này là vừa ý nha, rất là vừa ý. Tâm đang bán là 405 đó chứ, nhưng mà thường đó là ngày nào cũng bán được 4-5 xe, ít nhất là 3 xe. Sáng giờ bán mới được có một xe anh chị ơi, mua vô hơi nhiều, hơi đuối tiền. Bán nhanh cho anh chị ha, giá hợp lý, giá rất là yêu thương nha, 400 triệu cho con Accent 2019, lăn bánh 16.000. Anh chị lưu ý nha, Tâm nhấn mạnh là chỉ có 16.000 cây thôi, nó còn mới lắm anh chị. Chất lượng xe này thì mới sử dụng rất là ít, và Tâm đánh giá xe này khoảng từ 9 điểm trở lên nha. Anh chị nhìn cái chất xe nè, những cái vết chấm son ha, điểm son nè, còn mới không, cái máy trắng phếu luôn ha, gầm bệ cũng như là máy móc rất là mới và rất là đẹp đó anh chị nhìn đi, xe này tuyệt vời rồi, không thể chê vào đâu được luôn. Keo chỉ rin hết, keo chỉ là bao rin nha, bao rin bao ok nha. Máy móc động cơ hộp số khung gầm là hài lòng vừa ý, bởi vì xe mới lăn bánh có 10 mấy ngàn cây à. Anh chị nhìn thấy cái chất xe này là anh chị cũng hình dung được phần nào cái chất lượng rồi ha. Anh nghe. Nói. Xe nhập Củ Chi hả? Là sao? Ổng ở bên Củ Chi luôn á, xe bên Củ Chi luôn, em điện ổng ra luôn ơi. Ờ, em điện ổng đi. À, ý là chạy qua nhập kịp không hả? Thôi thôi. À à, rồi rồi rồi, đi về coi lại đi. Xe này mới lắm anh chị, mới đẹp như ý luôn, 400 nha anh chị. Anh chị thấy hợp lý thì ủng hộ nha, còn không hợp lý thì chờ xe khác, chứ giảm nữa là không có lãi luôn á. Lãi mỏng chứ không phải là không có lãi mỏng, bởi vì xe mới này mua có được rẻ đâu anh chị. Xe này Tâm mua lại của anh em Hoa Tiêu, là anh em môi giới á, người ta cũng đẩy cái giá cũng tới rồi, nên Tâm lời rất là mỏng, muốn bán nhanh cho anh chị để có doanh số. Ngày phải bán 3-4 xe thì anh em mới vui, mới có việc làm. Sáng giờ bán có xe đuối quá. Anh chị có nhu cầu mua thì đến lúc này Tâm bán giá rất là hợp lý nha. Gọi ngay vào số hotline và đến xem xe trực tiếp nha anh chị. Còn nhiều sự lựa chọn tại công ty ô tô Duy Tâm, chờ anh chị đến để lựa chọn ha. Rồi, Tâm xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị một con xe Accent đẹp 2019, số tự động, lăn bánh được 16.000, màu vàng cát, 400 triệu, bao rút hồ sơ, xe chuẩn nha anh chị, gốc số Bình Dương, gốc Bình Dương, lăn bánh và sử dụng tại Bình Dương và mua ở Bình Dương. Rồi, mai mốt này mình có ra tên đổi chủ, đăng kiểm lại là số quản lý là 61. Sau này mình muốn mua bán giao dịch nó rất là dễ nha anh chị. Xe đẹp ưng ý, không có gì để tả hơn, chuẩn luôn. Rồi, xin anh chị lưu ý, con xe tốt thì không có giá nào rẻ hơn được nữa. Đây là một cái giá hợp lý cho thị trường rồi. Anh chị có nhu cầu mua thì ủng hộ bên Tâm ha. Cảm ơn anh chị luôn luôn tin tưởng, yêu thương, chia sẻ và ủng hộ, cũng như là xem video của Duy Tâm nha. Tâm xin hẹn gặp lại và chào tạm biệt.